chính thức đặt nền móng kinh doanh tại thị trường ngành vật liệu composite tại Việt Nam từ năm 1997. Trải qua một chặng đường dài khởi nghiệp, không ngừng nỗ lực hoàn thiện và lớn mạnh theo thời gian. Cho đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Tân Kim Long ngày càng tiến gần hơn đến vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực, tư vấn cho các doanh nghiệp về các sản phẩm, tấm lợp composite, khuôn mẫu, trong thâm kháng hóa chất, tháp giải nhiệt, mang xối, ống nhựa composite, tàu cao tốc, thùng rác, vỏ tủ điện. Hệ thống sản phẩm của chúng tôi luôn đa dạng theo thời gian, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của nhiều lĩnh vực, được đông đảo khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào trở thành nền tảng vững chắc, thúc đẩy sự phát triển của nhiều cơ quan doanh nghiệp trên toàn quốc.